Về miền Tây Nam Bộ mà khi mà bạn nghe chuyện kể về những con cá lóc bông khủng là những con nặng từ 7 kg đến 8 kg thì đó là chuyện rất là nhỏ. Bởi những con nặng hơn 10 kg là chuyện bình thường. Còn những con mà chỉ có 6 kg đến 7 kg thì được coi là cá lóc bông nhi đồng. Và tối ngày hôm nay, một ngày miệt thứ đã có một trận mưa dài từ chiều đến tối muộn. Chúng ta sẽ cùng thư giãn bằng cách là ngắm một con cá bông nhi đồng của anh Ba Triều tại ấp Đông Bình, xã Đông Hưng các bạn nha. Hello, đâu hết rồi? Hai bé lên. Đâu con cá gì? Mình đi coi con cá gì. Nhưng mà là cá gì mới được chứ? Con cá lóc. Nửa đêm đi xem con cá lóc. Không có thấy mặt con. Ai, chúng ta đã đến nơi. Đây là con gái coi 10 tuổi rồi. Mấy tuổi? Dạ con 8 tuổi. Tên gì? Tên là Nguyễn Thị Quỳnh Trân. Trời ơi, học giỏi không? Giỏi. Trời ơi, chắc không nha. Vậy chứ không mà. Hả? Thì trong Nguyễn nữa mày. Rồi gọi tới trong Nguyễn luôn. Rồi bỏ đâu đâu trời. Nhẹ nhẹ từ từ thôi. À đây này. Đây này, nó bao nhiêu ký? Nó đi anh mượn anh. 6 ký. Rồi con. 6 ký. 6 ký à? Là bắt ở đâu hay là bắt dưới địa? Bắt dưới địa, nó màu xanh phải không? Nó màu xanh gì à? Màu xanh như da lính vậy đó. Thấy rồi, áo lính vậy. Wow, đẹp quá bà con. Như áo lính vậy không? Là mình làm nó khoảng 7 ký hả? 6 ký tầm đó phải không? Nhưng mà con này là nó thuộc loại gì? Cá lóc bông. Cá lóc bông hả? Ừ. Nhưng mà sao nó xanh lè nè? Nó vậy đó. Mà mình không, nó cái màu của nó vậy á. Nhưng mà mình rộng nó lâu chưa? Cái này em nuôi cho ăn hàng ngày á, nó cho ăn nhái đó, con nhái đó. À cho ăn nhái hả? Con cá đó. Nó ăn nhiều không? Một lần ăn cả chục con nhái vậy đó. Rồi mày tính sao? Ăn hả? Nuôi để làm kiện mà. Nuôi làm kiện hả? Rồi cá bự gì mà kiện trong lưu ai coi trời. Để từ từ em xây hồ cho nó ra ngoài. Vậy tao mua mày bán không? Hả? Tao mua mày bán không? Ê, được giá em muốn bán. Được giá là nhiêu cha, được nhiêu mới được chứ. Nó quậy nước rồi, không thấy nữa rồi. Thấy không? Ừ. Nói chung là không có bán nha bà con. Để chơi vậy đó. Chơi thôi. Dân miền núi chạnh dễ sợ.